hàng trưng bày lúc nào nó mùi cũng sẽ đậm hơn so với những cái chai. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Louis. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những trường hợp mà thường tất cả các seller thường gặp phải khi bán nước hoa. Thường thường là có những khách họ có những câu hỏi là: anh ơi, sao chai nước hoa này của em nó không có thơm dai như cái chai mà em đang xài? Mình cũng xin giải thích luôn cho tất cả các bạn là thường mặc định nước hoa nó gồm cồn với tinh dầu. Khi mà bạn xài sắp hết rồi thì cái lần cồn nó bay hết, còn cái tinh dầu nó đậm đặc. Những cái chai mà xài sắp hết mùi nó thơm dai hơn, chẳng hạn như cái chai mình rít này, đây nè, đây là cái chai mình xài cũng sắp hết rồi, còn khoảng 10-20% thôi. Khi các bạn xịt ra bạn ngửi cái mùi lúc nào nó sẽ đậm hơn, mùi nó sẽ nồng hơn so với cái chai mới. Đây là mình sẽ khui một cái chai mới ra. Đây là một chai mới xịt lên da. Nó mùi nó sẽ nhẹ hơn. Hầu như tất cả các nước hoa nào cũng vậy, là nước hoa nó nguyên lý nó gồm cồn với tinh dầu, mà khi mà chai mà bạn xài sắp hết rồi mùi lúc nào nó cũng đậm đặc hơn cái chai mà các bạn mới xịt đó. Nếu bạn không tin thì bạn cứ vô những trung tâm thương mại, bạn sẽ test một số mẫu mà trưng bày ở trong đó, hàng trưng bày lúc nào nó mùi cũng sẽ đậm hơn so với những cái chai mà các bạn mới mua về. Rồi các bạn nào cảm thấy có những câu hỏi gì, các bạn comment dưới, mình sẽ làm clip để giải thích kiến thức về nước hoa.